Mời các bạn nhé. Đây là món cá bông tộp này của người dân tộc Thái bọn mình nhé. Đó, rất là ngon các bạn. Món này rất là ngon các bạn nha. Đây, cho vào cái lá mơ với rau thơm nha, để cuốn chấm với mắm tôm nha các bạn nha. Đó. Mắm tôm đấy nha. Đó. Đây.
Mm-hmm.